Trước dự kiến kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sẽ tăng từ 2 ngày lên 5 ngày, ngành hàng không đang tính phương án tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân. Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá vé. Hành khách nên mua vé qua các kênh bán chính thức và theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của hãng để lựa chọn giá vé hợp lý. Trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng, hành khách cần thông tin đến đại diện hãng bay và nhà chức trách hàng không để kịp thời xử lý, giải quyết.